Đó, bây giờ idol của tôi là Mỹ Linh. Idol của tôi là Mỹ Linh. Idol của tôi là Mỹ Linh. Đây là hai cái bạn trẻ mà hiện nay là em thích nhất đó. Nói thiệt. Mà xưa đó là lúc mà Uyên Linh mới thi Vietnam Idol giải nhất xong là tôi mê cái bài là cảm ơn tình yêu. Tình yêu tôi mê mà tối về tôi ngủ tôi mơ tôi nói trời ơi lấy bà này làm vợ. Oh my god. Alo, phải hãng tàu lặn không, cho chiếc tàu ế ra lặn liền coi. Không biết đi đâu xa xôi, giờ đi từ đây ra tới núi Phú Sĩ cho chiếc xe Mercedes 16 chỗ chạy cái dù lên trên đỉnh núi Phú Sĩ đứng chờ, chừng nào núi lửa phun cái rút đi thuốc ra mồi hút hết về. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đã xa rồi, chìm trong lãng quên. Nói với quý vị hiểu tại sao thành khóc như thế này. Hôm nay là cái show cuối cùng của Dòng Máy Dòng Ai mùa thứ tư. Kiếm ai hát hay đi anh ơi, mê hát hay chứ. Tết nhất cái nơi mà ca dở giận lắm. Chắc chắn là như thế. Bởi vì show cuối cùng của mùa 4 phải là những nhân vật đặc biệt, những dòng ca thật sự mà đẳng cấp. Dạ. Lần đầu tiên đến với chương trình. Có đoán được đó là ai không? Lát đẩy em Lê Lộc ra tôi xỉu liền. Thôi thì bây giờ mời hai em vào chỗ trước đi nha. Sau đó chúng ta sẽ chào đón quý vị khách mời. Dạ. Đi nào. Dạ vâng. Đi nào. Chào em, chào chị. Hai chị em thấy không, cả bốn khách mời ở đây, trong đó có hai chủ nhà đứng lên tiếp đón hai người, tức là thể hiện một cái sự trân trọng vô cùng to lớn đó. Hai Linh vừa ra là Linh Thiên liền mà đứng lên. Ủa nãy nghe nói là có ở đây có cái đám cưới gì sắp xảy ra ấy. Dạ, mấy đám lần chị. Đấy mà ba MC này là thế nào cũng làm MC ấy, mà tôi có cái đám cưới kỷ niệm hai mấy năm sắp xảy ra đấy. Bao nhiêu năm rồi chị? Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm? Ba năm nữa cơ. Ba năm nữa là dạ, bao nhiêu năm? Có còn làm MC không hay thôi rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chị tôi tới quở tôi trời ơi. Dạ. Dạ. Ok thế thôi, đợi đám cưới 50 chị năm. Nói một cái thứ ba đứa sắp hàng xin được lên làm MC. Dạ. Dạ. Ba đứa làm cùng một chỗ luôn chị. Điện đi chị, ba đứa lên làm MC rồi khách cứ khỏi ăn uống nghe nói chuyện không nói. Chị mới lên dở chơi trên truyền hình lắm, thành ra là ít khi nào mà Linh nhận lời. À. Nhưng bởi vì Linh nghe tên là một ca sĩ nữa là chị Mỹ Linh nói nhận liền. Trời. Chị là cái tên bảo chứng. Cái bán vé. Vậy là bữa nay bà Mỹ Linh mà bán vé. Hấp được nặng nề. Hai chị em hát hay quá, muốn làm gì làm giờ. Muốn chọn đồ nào về chị. Thực sự nghe danh của hai anh đã lâu. Nghe danh của... Chị nói xong hả? Nó đặt mình nó trơn trọi vậy. Nghe danh này, đọc báo này, lúc nào á. Tên đầy ở trên báo luôn. Em không dám. Vui có, buồn có, hay có, dở quá, khó nên tôi sẽ hỏi. Thế bây giờ này nếu mà hỏi bảo về đội này mà không về đội kia thì sợ là mình nhỡ chọn nhầm thì chết. Bây giờ thôi tự chọn, tôi chọn luôn cho rồi đi à. Đó, bây giờ idol của tôi là Mỹ Linh. Idol của tôi là Mỹ Linh. Idol của tôi là Mỹ Linh. Khoan, cho tôi kể câu chuyện. Ô, chân thành à. Okay. Hồi nãy tôi mới kể. Chúng ta không bị lỗi lầm, cứ ngồi xuống nói chuyện. Hồi nãy tôi kể câu chuyện mà bà Uyên Linh là hồi xưa đó là lúc mà Uyên Linh mới thi Vietnam Idol giải nhất xong là tôi mê cái bài là cảm ơn tình yêu. Tình yêu tôi mê mà tối về tôi ngủ tôi mơ tôi nói trời ơi lấy bà này làm vợ. Oh my god. Có chuyện đó sao? Là ngày xưa gia đình có tiền thì rất là thích nhạc, mà chỉ để dành tiền mua CD, mà em cho toàn mua lậu không nha anh nha, em không mua gốc nha. Em hãnh diện ghê ha. Em chỉ mua đây là bây giờ em chỉ mới vô nè. Bây giờ em có thể đền lại việc đó bằng việc em mua đĩa gốc đi. Không. Bây giờ em kể nè, là em không bao giờ mua gốc, không có tiền nói thiệt, mà để dành tiền và chỉ mua đĩa gốc cho những người mà mình yêu thích nhất. Và tôi có tất cả album đĩa gốc của Mỹ Linh trong tay. Trời ơi.
có tất cả album đĩa gốc của Mỹ Linh trong tay. Trời ơi. Không, cái này em đồng ý rơi với rồi, Thành. Rơi rồi. Em nghĩ là em với Thành cũng ngang tuổi nhau và cái tình trạng này nó xảy ra với tất cả những đứa học sinh tụi em. Thực sự mua những cái đĩa mà 150.000 nó rất là mắc tiền. Đó là không có tụi tiền để mua. Em chỉ mua những cái đĩa 15.000 thôi. Chị có lỗi quá. Chị lấy tiền ăn sáng của các em làm việc cái gì không sao. Hạnh phúc vậy, tại vì vấn đề là vậy nè. Trời ơi, cái đó nó là ký ức, nó là một cái gì đó, nó là một cái miền ký ức tốt đẹp của mỗi một người mà khi người ta nhắc là người ta thích. Bây giờ biết đâu về nhà Trấn Thành coi lại cái đĩa gốc của Mỹ Linh vẫn còn ở nhà, album Vân Một Tóc Ngắn, Tóc Ngắn 2, và tôi còn thuộc bài số mấy trong đó nữa. Rồi cái thứ ba Make in Việt Nam. Đó, rồi sau đó là Để Tình Yêu hát. Cảm động quá, thôi cho về đội Trấn Thành nhá. Chắc chắn phải là vậy rồi chị ạ. À. Anh kia thì anh xúc động anh đòi cưới Mỹ Linh, thôi cưới đi thì này. Rồi. Mời hai chị em. Ôi, cái đó là bước đó là idol quá mức hồi xưa. Thưa mà chị đọc ở đâu đó là đừng quan trọng bạn hát chán như nào, bạn cứ hát là cô ấy khắc cười. À, vâng. Nhưng mà người khác thì người ta chê, nên là chỉ có bà vợ là bà cười thôi. Dạ. Nhưng mà chị hỏi này, thì em có nghe vợ em hát không? Dạ, không. Là biết nghe lắm. Dạ. Thiệt. Thế là hát hay hết giờ? Biết, bộ anh Quân vẫn còn mê chị hát hả? Hát phải hát. Có không? Trước khi đi ngủ phải hát rồi mới được đi ngủ. Thiệt á hả? Ừ. Sao? Ông sao vậy? Ông làm sao vậy? Ông chả làm sao cả, chị mấy bao nhiêu năm mà vẫn mê hát. Không nghe là thành là bất lịch sự. Trời mọi người ơi, mọi người ơi, chương trình mình là chương trình gì vậy? Trò chuyện đêm khuya. Đây là hạnh phúc gia đình mấy chị ơi. Bạn trai Bắc á chị ạ. Thì sao? Tại vì trai Bắc đa số nha, gọi là đa số là hát hay. Trừ Huy Tuấn ra đó. Vẫn là Huy Tuấn. Giống như đại hội vạch mặt. Thảo nào dạo này ông chuyển vào Sài Gòn sống. Mà tôi nghĩ là không nên đặt các cái vấn đề vùng miền ở đâu. Dạ, ở đây phải. Ở đâu chẳng có người hát hay, ở đâu chẳng có người hát chán. Nói là đa số. Chị Mỹ Linh nói đúng. Đúng. Đa số. Vậy thì cái khả năng bạn hát hay rất cao. Đa số đúng không? Thì ở đâu ông thống kê ở đâu ra? Ông đếm bao nhiêu người trên tỷ lệ bao nhiêu mà ông lại ra được cái con số hay đến. Quá. Hay quá. Bỏ. À. Hồi đầu chỉ nói rằng chỉ đặt trọn niềm tin vô bạn tôi. Rồi bây giờ chỉ gặp mặt, chỉ trở mặt rất nhanh. Đâu, đây là biết hát hay cũng loại cơ. Ác. Chiêu đó chị. Ác như thế này. Trời sẽ phạt bằng cách. Cách gì chị? Hàng xóm nó sẽ hát karaoke suốt Tết. Cho khỏi nghỉ luôn. Hàng xóm hát karaoke ê, suốt Tết. Không phải. Ở căn hộ mà. Ở đó ngoài ở mà mình nhà. Vậy vợ em nó sẽ hát. Vậy mà bà cũng nghĩ ra. Vậy cũng nghĩ ra rồi. Trong hạnh phúc từng nuôi em anh ở cánh đào, bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu, ta đi bên nhau đón xuân nắng về với hôn hoa vào cùng với đất trời, xin lặng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc. Cái bài hát này nó quá phù hợp cho ngày hôm nay. Vâng. Dạ.
chỉ có hết không hợp cho cái người đó thôi. Thôi, nhưng mà ít ra là có một cái niềm vui cuối năm đúng không? Đúng rồi. Giao mùa mà anh. Không nha, tôi hỏi anh Trường Giang nhá. Vâng, chị em đây ạ. Tại sao một người dũng cảm như này? Vâng. Mà anh chê môi gì người ta? Em có chê gì đâu. Mọi người có thấy tiếp mục vừa rồi hơi chán không? Không hề chán chị ạ. Không hề chán. Em có thấy hay không? Hay. Em ơi, tự tin lên. Em cười rất đẹp, răng rất là trắng và tươi rạng rỡ. Bà rất dũng cảm, hát với chị Mỹ Linh mà tự tin như thế. Không ạ, chị ạ, người dũng cảm là chị. Tôi thấy cái gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ai làm gì làm, nay ta sẽ trong hạnh phúc. Không, mày như nào, đang theo hạnh phúc đi, hạnh phúc đi. Này, hôm nay ta say chưa trong hạnh phúc. Bây giờ nhá. Không sao, bây giờ tôi xin chia sẻ với mọi người một điều là như này. Thực ra ấy, lúc tôi hát ấy, hay là lúc tôi làm bất cứ việc gì như là mình đang thiền thôi mà. Dạ. Mọi chuyện xung quanh mặc kệ. Mình cứ làm việc của mình thôi, em nhờ. Chị hát việc của chị, em hát việc của em, đâu ra đâu. Dạ. Em có muốn nói gì mọi người không? Dạ, có một điều là mẹ em rất là mê chị luôn. À, nhưng mà em có hát với mẹ giống bạn kia không? Dạ không, bởi vì em không bao giờ hát với mẹ. À, thôi được rồi, chị chúc mừng mẹ em. Chị Linh ơi, chị mặn lắm luôn đó chị. Chị mặn lắm luôn á. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Em thấy mình may mắn không? Thằng ở đây biết bao nhiêu anh chị. Bé giống như là à, cái chuông báo động anh Nghĩa. Mỗi lần mà cháy cái gì kêu nó ra được. Đã. Nhưng mà thiệt tình mà nói á, là cái tiết mục vừa rồi không dở, nhưng mà em thì cũng hát hơi dở thật. Đúng rồi, chị Linh cho nó chị sẽ cân hết. Tiết mục vừa rồi là mang tính giải trí mà. Rất cao nha chị. Đây là hai cái bạn trẻ mà hiện nay là em thích nhất đó. Nói thiệt. Mà thường anh hay bị lộn hai em lắm. Cái giọng hai em nó có cái màu nó cũng giống nhau. Khác nha, khác lắm nha. Bây giờ cùng một bài nè, hai bài. Người hát chung nè. Gì nào? Lại anh nắng của anh. Ok. Xe luôn, xe luôn. Hai. Xe luôn. Hai. Chúng nó đang làm gì đấy? bắt tông. À, thế à. Yeah. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Nhờ hai em nó hát để phân biệt mình mới thấy hai cái giọng nó giống đó chứ. Không, nếu mà nghe kỹ thì mình vẫn thấy có cái màu sắc nó khác nhau, nhưng mà mới nghe thì nó rất là giống nhau. Và anh Kỳ Ân, hả? Thực ra em cũng muốn nghe kiểu là cái khác, sự khác biệt nó như thế nào anh? Nghe cái giọng của em thì nó dày hơn. À, nó dày hơn, còn giọng của Eric thì nó mỏng và nó bay gì, nó bay hơn. Eric hát trải đời hơn. Thí dụ một cái bài tình cảm đau khổ, Eric sẽ hát hay hơn. Bị và yêu rồi, bị yêu rồi. Yêu rồi. Còn Phúc chưa yêu rồi. Yêu chưa? Nhưng mà nếu mà hát cái bài nào về nội lực thì Phúc hát hay hơn. Chưa yêu đó, chưa yêu thất thế thấy không? Em yêu đi. Anh đứng để làm hát một câu. Hát cái gì mới được? Một câu để xem là trả một đời không. Học tập. Trả đời. Trả đời nhá. Dạ. Bây giờ hát bài của em để biết trả đời như thế nào này. Dạ. Anh Lưu Phúc hát một version chưa trả đời trước nè. Version trải nghiệm. Rồi trải nghiệm này. Bây giờ đây đầu tiên là version trải chiếu này. Rồi chơi. Trải nghiệm. Hai trải nghiệm. Rồi chơi thử nhá. 2, 3. Ý một ai đã muốn xa đi, cho dù ta có tốt ích gì, khi chợt lời nói đối phương là ác kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Khi một ai đã muốn trở lại, cho dù ta cũng không đáng ngại. Gì nữa? Tình yêu chịu những lý do chia tay chỉ là hết yêu. Tonight. Ngày đầu. Đó là trải đời đó em. Trải đời. Thật sự. Giờ muốn nghe giọng ca trải đầu không? Nhưng mà để cho Thành hát một câu
giống cái e của Eric. Tại trong hậu trường nghe hoài hát giống Eric lắm. Cái bài gì mà xin lỗi mình đi chia tay rồi đó. Mình chia tay đi. Đây là phiên bản xong trải đời. Xong đời. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Nhầm bài. Bài đó của nó mà. Mình chia tay đi cơ mà. Mình chia tay đi. Vì em, anh sẽ ra đi để em được vui. Buồn thêm chút nữa, anh cũng ngậm ngùi. Xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc hơn. Vì yêu anh sẽ một mình nhận lấy giông tố ngoài kia. Tình yêu hãy giữ cho em, chỉ cần em luôn vui. Vì đó cũng chỉ là điều cuối anh cần làm trước lúc ta chia ly. Wow. Được không? Đầu. Giống em biết không? Anh nói bao nhiêu lần, yêu đi, không yêu ai hết. Em sẽ trải đời đúng không? Đúng đây rồi. Đây là trải đời, còn đây là trải nghiệm. Vẫn là trải nghiệm. Và đây vẫn là trải đầu. Rồi, về chỗ. Nếu vậy thì trải đời, về với trải đời. Qua bên kia, màu sắc hợp lý luôn. Ok. À, còn trải nghiệm, qua bên đây. Ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cánh giữ say để yêu. Chiều những lý do chia tay chỉ là hết yêu. Vì yêu mà anh thấu hiểu. Vì yêu mà anh thấu hiểu. Dù em có là gì em chẳng có gì vui. Coi cái live show của Hồng Ngọc á mà tôi rã rời. Bây giờ gì không vậy tôi? Bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng rồi chị. Trời ơi tôi nghe giờ tôi phê quá. Lâu lắm rồi mới nghe lại Hồng Ngọc hát trực tiếp như thế này. Mới với một cái khoảng cách gần như thế, nó chân thật như thế. Thành nó khóc mất tiêu rồi cái kìa. Cái này á, là mình chỉ coi được 50% công lực. Bởi vì em diễn với chị Ngọc ở bên Mỹ rất nhiều. Bước ra sân khấu mặc cái đầm dạ hội đi thước đúng ra rồi. Khán giả mấy ngàn người nói chuyện xong khán giả vỗ tay cất giọng hát một cái là em thì nó đã lắm. Cái cảm giác mà người ta ở xa nhà và chị Ngọc thổn thức đó, cái cảm giác nó kinh khủng lắm. Chứ không phải như ở đây nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị rất nhiều. Thương lắm, nói em nói nhỏ với chị. Em tên gì bé? Dạ em là Hoàng Minh Quý. Minh Quý này nói là chị ơi em chờ để hát chung với chị, em thích lắm. Chị cũng run nữa. Chị run là biết là em chuẩn bị rất là kỹ với cái giọng hát của em, rất là đáng yêu. Chị đã chọn không có sai. Cảm ơn mọi người. Ủa Thành em khóc gì vậy Thành? Nhắc về kỷ niệm. Thích cảm lắm. Hồi xưa bé người yêu cũ hay hát với chung bài này nè. Không phải, tại vì cái người này khóc tình cảm lắm, cái người này nè. Và nói với quý vị hiểu tại sao Thành khóc là thế này. Có một lần gần đây nhất mà Trấn Thành đi qua diễn live show cho chị Ngọc ở bên Mỹ. Thì trên một chuyến xe chúng tôi đi di chuyển đi qua một cái tiểu bang khác để diễn. Thì hai chị em có nói chuyện thâu đêm. Thành có rất là nhiều những cái lời khuyên đó, chị Ngọc mày về đây đi hát nhiều hơn đi, bà con quay lại với hoạt động, tại vì vẫn còn rất là nhiều người yêu chị. Thì
chị cũng rất là muốn về, chị cũng rất là muốn tham gia nhiều chương trình, tại vì cũng rất là nhiều lời mời chị Ngọc rồi mà cuối cùng đều phải cancel hết. Là tại vì sao? Chỉ vì một điều duy nhất là chị Ngọc là một người sống quá gia đình. Chị không muốn để ba đứa con ở bên kia rất là khó, nên người ta chăm sóc một mình chồng chị ở bên kia làm show rồi ba đứa con, chị không muốn thấy cái cảnh đó nên chị hy sinh hết, chị không nhận một chương trình nào hết. Mà mỗi lần làm thấy chị trên sân khấu, chị mới là chị. Giật mình mơ lan dài, tình yêu đã xa rồi, chìm trong lãng quên, lãng quên người yêu hơn. Tất cả những nghề mà thật sự quý vị biết là cái điều khó khăn nhất của một người nghệ sĩ là phải chọn giữa gia đình với nghề. Mỗi lần gặp thấy chị trên sân khấu là mỗi lần chị lại cháy, mà chị hy sinh quá nhiều. Hỏi chứ trời, Hồng Ngọc hát hay quá trời rồi, vì cái giọng hát đặc biệt mà ra lúc nào cũng sôi động như vậy mà bỏ vì hy sinh cả gia đình. Hôm bữa mình hỏi một câu mà thôi sao em không quay về, em làm bị gì con người mà cái đam mê của mình mà sao mình bỏ được, nhưng mà dám hy sinh vì chồng con, bỏ hết tất cả để mà lo cho gia đình đó. Mọi người thấy quá trời. Nếu quý vị nghĩ là Hồng Ngọc không yêu nghề, sống an phận thì không phải. Thật sự là không bao giờ an phận. Chưa bao giờ Hồng Ngọc tắt đi ngọn lửa nghề. Chưa bao giờ, bất cứ lúc nào lên sân khấu. Thật ra thì Ngọc biết là mình đang ở đâu lợi thế hơn. Thật ra sống ở Mỹ và quen với khán giả ở tại Mỹ. Dĩ nhiên nơi Việt Nam, khán giả Việt Nam vẫn là cho Ngọc chỗ đứng đầu tiên trong âm nhạc và cho cái tên Hồng Ngọc cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dù rằng từng lớp các bạn trẻ lớn lên theo thời gian âm nhạc, nhưng mà mọi người vẫn còn yêu quý Ngọc vậy. Ngọc rất là vui. Và ai cũng có những cái riêng của mỗi người và cuộc sống riêng. Thì Ngọc sẽ chọn ở hải ngoại nhiều hơn để làm việc, là tại vì ở đó Ngọc không cần phải lo nghĩ nhiều, là tại không cần phải xa con nhiều. Cho nên là có thể thời gian tới Ngọc sẽ quay về Việt Nam nếu như mọi người còn đón nhận và yêu thương giọng hát của Ngọc. Chắc chắn là như vậy Ngọc ơi. Khán giả vẫn luôn yêu thương, dành sự rất nhiều tình cảm cho tiếng hát của Hồng Ngọc. Hy vọng rằng Ngọc có thể sắp xếp được tất cả mọi việc. Này, ở ngoài lề chút xíu, Ngọc cảm ơn Điền Quân đã đáng lẽ chương trình đã có người, không phải là Ngọc được làm ngày hôm nay đâu, mà mọi người sắp xếp để Ngọc có mặt trong, mới có về có mấy ngày mà lại sắp xếp cho có mặt trong mấy chương trình của Điền Quân. Ngọc cảm ơn Điền Quân rất là nhiều và hy vọng là Điền Quân sẽ là một nơi cho Ngọc cảm thấy tin tưởng để lần sau mà Ngọc về Việt Nam thì Ngọc làm việc với mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn Hồng Ngọc nha. Em thường dược diễn những vai gì trong trường? Dạ, em thường là những vai, em thường hóa đâu là những vai ông già khắc khổ, chẳng hạn như Khuất Nguyên, Nguyễn Trãi, em thích những cái nhân vật đó. Mê anh Trấn Thành đúng không? Nên cái cung cách của em diễn y chang anh Thành luôn, từ cái tai rồi cái... Khi mà mình thấy một cái người nào đó diễn lại những cái mình đã làm, có nghĩa là đó là một cái lời tán thưởng rất là lớn về mặt tinh thần đối với người ta. Dạ. Cũng giống như ngày xưa, Trấn Thành khởi nghiệp cũng bắt đầu từ những cái nhỏ nhỏ như vậy. Anh cũng mê chị Việt Hương và mê anh Trung Dân. Thế anh xin mỗi người một tí cái duyên của họ để anh tạo thành cái nền tảng cho anh, những cái bước diễn cơ bản cho anh đầu tiên. Dạ. Sau đó anh từ từ anh nhả họ ra để biến thành cái của riêng mình. Cái ca này nhiễm nặng hơn em nhiều. Nhiễm nặng lắm. Anh mà anh nhái anh Trung Dân là y xì, không còn là giống nữa. Mà nếu ai tắt cái mặt anh đi, không nhìn thấy cái mặt anh, không biết đó là Trung Dân hay Trấn Thành. Đâu làm thử. Đâu làm thử coi. Làm thử coi. Làm thử. Làm thử ra. Alo. Phải hãng tàu lặn không? Cho chiếc tàu ế ra lặn liền coi. Không biết đi đâu xa xôi. Giờ đi từ đây ra tới núi Phú Sĩ, cho chiếc xe Mercedes 16 chỗ chạy cái dù lên trên đỉnh núi Phú Sĩ đứng chờ. Giờ nào núi lửa phun cái rút đi thuốc ra mồi hút hết. Yeah. Nhiều. Nặng lắm. Cảm ơn em đã yêu mến anh. Và nhiệm vụ của anh là phải làm cho em trở thành em. Cảm ơn em.